Xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam Toyota Veloz Cross, một trong những chiếc xe 7 chỗ gầm cao số tự động với trang bị hộp số tự động vô cấp anh chị. Và đây là một chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sản xuất vào cuối của năm 2022 và đăng ký vào ngày 15 tháng 2 của năm 2023. Chủ xe mua tại Toyota Tân Cảng Minh Huy luôn anh chị, ở Thủ Đức nha. Đó, và một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi số tự động vô cấp. Mới có 14.206 cây số, đi cực kỳ ít các anh chị. Bảo dưỡng thì chỉ bảo dưỡng tại Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy thôi. Và chị nhìn nè, chiếc xe với công nghệ đèn LED nè các anh chị, có tính năng tự động bật tắt. Đèn xi nhan cũng được trang bị đèn LED luôn quý anh chị. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Mâm đúc nè anh chị ha. Rồi, đèn xi nhan trên gương. Đấy, rất đẹp luôn anh chị. Có cảm biến ro vào cửa thông minh nè, dán phim. 14.206 cây số, rất là ít đi luôn quý chị. Đây các anh chị, đó, xe gia đình đi chuẩn gia đình luôn quý chị nha. Và xe này thì có tính năng gập gương tự động này các chị. Và ở trên mặt gương nó sẽ có tính năng cảnh báo điểm mù cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau. Rồi chủ xe, đây các chị nhìn nè, lót những cái miếng chống trời ở mặt lên xuống rất là thẩm mỹ, và những cái miếng này khá là hay quý chị. Rồi có lót sàn sim ly đây. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo quý chị nha. Hiện tại là Toyota Veloz Cross là không còn được nhập khẩu nữa. Và đây là những chiếc xe cuối cùng được nhập khẩu nha quý anh chị. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết quý anh chị. Những tính năng như là hệ thống ổn định điện thân xe này, hỗ trợ khả năng nhân dốc này, có hết ở trên chiếc xe này. Vô lăng bọc da đó, có những phím điều chỉnh âm lượng nha quý anh chị. Rồi hệ thống đèn thì như Huy chia sẻ, đèn LED nha, có tính năng auto tự động bật tắt nè. Rồi có khởi động bằng nút bấm startup nha, chỉ cần đập thẳng vào nhấn nút thôi. Rồi hộp số vô cấp CVT cùng với phanh tay điện tử các anh chị, có sạc không dây nữa. Chìa khóa là chìa khóa smart key nha anh chị nha. Rồi hệ thống điều hòa thì xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động đầu DVD. Đó, có trang bị camera gear, và xe này thì có cả camera hành trình ghi hình luôn, trước sau luôn nha quý anh chị, rất là xịn sò. Đây những cái bọc ni lông ở cái tấm che nắng vẫn còn nguyên luôn quý anh chị. Xe được trang bị 6 túi khí, rất là an toàn cho quý cô chú anh chị mua về dùng với gia đình. Veloz với kiểu dáng thiết kế trẻ trung và dãy ghế sau khá là rộng rãi, mình có thể điều chỉnh được cái độ ngã của ghế đó các anh chị. Rồi cái tựa đầu, rồi mình có thể điều chỉnh trượt tới lui luôn. Thì đây là một trong những cái mẫu xe rất là quen thuộc anh chị, bây giờ anh chị thấy ở ngoài đường chạy nhiều lắm quý anh chị. Đèn phanh cũng được trang bị đèn LED nha anh chị ha. Cảm biến khoảng cách phía sau là có hai cảm biến, và Huy rất là thích cái đề can mà chủ xe dán ở những vị trí như thế này, khi mà lên xuống độ nó không có bị trầy xước quý anh chị, không có bị trầy xước. Rồi vỏ sa cua và đồ nghề thì đây là đồ nghề là còn nguyên, chưa sử dụng các anh chị. Rồi vỏ sa cua cũng vậy, còn rất là mới, chưa sử dụng luôn quý anh chị, gầm bệ mới tinh. Và ở băng ghế sau thì chúng ta có thể kéo lên nếu như mà khi mà chúng ta muốn sử dụng nha quý chị, còn không thì chúng ta có thể gập xuống. Thì đây là một trong những chiếc xe 7 chỗ gầm cao với dung tích khoang để đồ là tới 498 lít, khá là rộng rãi cho quý cô chú anh chị mình sử dụng. Và với khoảng sáng gầm xe thì đây là một chiếc xe gầm cao, và những tính năng ở trên chiếc xe Toyota Veloz Cross này. Thì đây là một trong những chiếc xe gia đình đi, và những tính năng an toàn hầu như là có đầy đủ hết quý anh chị. Cho nên là quý cô chú anh chị mình mua về dùng gia đình thì đây là một mẫu xe với một mức giá cực kỳ tốt, 566 triệu, lướt 14.000 cây 2022 và đăng ký vào đầu năm 2023, mà là xe nhập nữa thì quá tuyệt vời. Thì thông tin sơ cho quý cô chú anh chị mình nắm nha, anh chị nào quan tâm thì liên hệ Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị. Và sau đây Huy sẽ cùng với quý cô chú anh chị mình xem chi tiết về chiếc xe Toyota Veloz Cross với trang bị hệ thống đèn LED có tính năng tự động bật tắt và điều chỉnh độ cao thấp của đèn tự động các anh chị. Đây, đèn xi nhan được trang bị là đèn LED quý chị nha. Này, những chi tiết mạo chrome này anh chị nhìn không, rất là đẹp. Còn cái phần ga lăng được thiết kế khá là lớn với những cái họa tiết rất là bắt mắt quý anh chị. Đấy, đây là một trong những cái mẫu xe được khách hàng đánh giá rất là cao về phần chất lượng. Đây các chị, những cái nẹp mạc chrome này. Đấy, anh chị nhìn không? Và đây là phần nhựa đen bóng. Đấy, rất là đẹp luôn các chị. Với trang bị ở phần đầu xe, những chi tiết mạc chrome được trang bị rất là nhiều.
cùng với đó là những góc cạnh tạo nên một vẻ diện mạo trẻ trung cũng như là thanh lịch cho cái mẫu xe Toyota Veloz Cross. Và mâm thì được trang bị là mâm 16 inch với mâm là kiểu mâm đúc nha quý anh chị. Còn vỏ đây anh chị nhìn ha, rất là dài luôn. Thì 14.206 cây số thì chắc chắn là phải dài rồi quý anh chị. Ô tô chuẩn nha quý anh chị nha, có bảo dưỡng hãng tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Gần đây nhất là chủ xe bảo dưỡng là lúc 10.000 các anh chị, là lúc tháng 2 vừa rồi. Thì hôm nay xe đi mới có 14.000 cây thôi. Đó, cho nên chị yên tâm, chế độ bảo hành hãng của chiếc xe này còn đầy đủ hết, cho nên là quý chị hoàn toàn yên tâm. Có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được bảo hành cho quý chị nha, yên tâm tuyệt đối. Rồi, và cái nước sơn á chị, chủ xe chưa có sơn lại lần nào hết luôn á, chưa sơn lần nào hết. Nhưng mà chị nhìn nào, nhìn rất là đẹp nha quý chị. Xe màu đen là một trong những cái màu khá là sang. Rồi, tay nắm cửa mặt rơm, công tắc râu, cửa thông minh, tức là anh chị chỉ cần sờ vào đây là tự động đóng hoặc là mở cửa. Đó, gặp gương ví dụ như anh chị mà bấm vào đây đó, là khóa cửa lại là tự động gặp gương, tự động gặp vào luôn. Đấy, đó là tính năng là gặp gương tự động, cũng như là tự động khóa anh chị, khóa bằng cảm biến chạm ở trên tay nắm cửa. Đấy, ron anh chị nhìn này, còn rất là mới ha, keo sùng. Xe nhập khẩu Indo thì được khách hàng đánh giá rất là cao, từ Fortuner ha, những chiếc xe Innova, Cross mới bây giờ cũng được nhập khẩu anh chị. Đấy, những chi tiết phối như màu đen và màu trắng nhìn rất là sang trọng anh chị ạ. Đây những chi tiết này ha, nhỏ thôi nhưng mà nó nhìn rất là hiện đại. Còn xe này thì về ngoại thất cũng như nội thất cái chiếc xe thì như Huy chia sẻ sơ cho quý anh chị ha, là xe còn rất là mới và đẹp. 14.000 cây euro chuẩn cho quý anh chị, với trang bị ghế, với những chi tiết da và phối dưới nỉ các anh chị, ngồi rất là thoải mái. Cái độ ngã của ghế quý anh chị ha, độ ngã của ghế rồi khoảng để chân này anh chị. Và xe này á, đây các anh chị nhìn ha, đây là bảo dưỡng gần tại hãng Toyota Tân Cảng Minh Huy. Còn đây là màn hình, đấy, nó thông báo là cửa nào mở này quý chị, nó có hiển thị ở trên cái mặt đồng hồ tắc lô hết luôn quý chị. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị ha. Đấy, màn hình DVD, có trang bị camera gear. Đó, xe này được thực sự ra anh chị mua về anh chị chạy gia đình hoặc là anh chị chạy dịch vụ. Thứ nhất là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, rất là nhiên liệu tiết kiệm, rồi những tính năng an toàn. Và anh chị nhìn ha, rất là đẹp ở phần táp lô. Đó, những cái phần này chủ xe vẫn chưa tháo luôn anh chị. Rồi hệ thống điều hòa thì như Huy chia sẻ là có tính năng auto này anh chị, làm lạnh nhanh và lạnh cực kỳ sâu luôn. Khởi động nút bấm start up và những vị trí này anh chị nhìn ha, thấy nhựa đen bóng rất là sang trọng. Và ở những khe này anh chị ha, nó sẽ có cái đèn màu xanh dương, buổi tối nó ánh lên đẹp lắm quý anh chị. Đẹp cực kỳ luôn. Với trang bị hộp số vô cấp, chuyển số êm dịu và khả năng tăng tốc cũng rất là ổn luôn quý anh chị. Huy đã thử rồi, đã chạy chiếc xe này rồi, khá là đầm và chắc. Đó, có sạc không dây này quý anh chị ha, rồi phanh tay điện tử. Rồi, có rất là nhiều những điểm mà trên chiếc xe này Huy rất là thích. Đầu tiên là xe mới có đi 14.000 cây, cá nhân đứng tên, sử dụng từ đầu một đời chủ tới giờ và bảo dưỡng tại hãng Toyota Tân Cảng Minh Huy. Đó, cho nên là những chiếc xe như thế này anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đó, còn chế độ bảo hành hãng của chiếc xe này vẫn còn nguyên luôn anh chị. 14.000 cây, 14.206 cây anh chị kiếm ở ngoài thị trường có thể có nhưng mà khá là hiếm anh chị ha. Rồi camera hành trình này cũng gắn tại hãng cho nên là rất là ok luôn quý anh chị, ghi hình trước sau luôn. Đó, anh chị mua xe qua sử dụng về anh chị đỡ phải tốn tiền trang bị thêm. Thì xe này nó có những tính năng cân bằng điện tử khá là hay. Thì đây là một trong những cái mẫu xe phù hợp cho quý cô chú anh chị mua về sử dụng cho gia đình. Thì anh chị mà chạy đi khoảng 5-6 người rất là thoải mái, và với cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là ít ở trên chiếc xe Veloz này, thì đây là một trong những mẫu xe rất là phù hợp để cho gia đình mình sử dụng như quý anh chị nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Mới vừa về bên Huy chưa có spa, chưa có làm đẹp gì hết quý anh chị, chưa có làm đẹp gì hết ha. Đấy, 14.000 cây đi rất là ít luôn. Thì với trang bị những cái cửa gió điều hòa ở phía sau như thế này thì mình sẽ cảm thấy khá là thoải mái, và cái hệ thống điều hòa làm lạnh sẽ rất là nhanh quý anh chị, rất là nhanh. Ở phía sau chúng ta có thể ngồi 3 người được quý anh chị nha, 3 người thoải mái luôn. Đó, ok. Rồi, còn ở phía sau cùng này thì chúng ta có thể ngồi được 2 người ha, 2 người. Nếu như mà anh chị không có xài ở băng sau thì mình sẽ có một cái khoảng để đồ rộng rãi lắm quý chị.
Thay vì mua những chiếc xe 5 chỗ thì anh chị mua chiếc xe 7 chỗ này với cái mức độ tiết kiệm nhiên liệu khá là ok luôn. Còn anh chị mà thích cái ngồi cái vị trí này anh chị ngồi. Còn nếu như mà trường hợp anh chị muốn tận dụng để vị trí để đồ thì anh chị cứ để ha, rất là thoải mái. Ở phía trước cũng vậy, anh chị có thể gặp để mình tạo nên một cái gọi như là ghế sofa đó quý anh chị. Thì đây là một cái điểm rất là hay ở trên chiếc xe Toyota Veloz Cross này. Đấy. Còn xe thì có camera hành trình ghi hình phía sau quý anh chị. Còn xe thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi. Quá đẹp anh chị. Lướt 14.000 cây, cá nhân đứng tên, một đời chủ từ đầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo rồi các chị. Bảo trì bảo dưỡng hãng kỹ. Một trong những cái mẫu xe khá là chất lượng. Anh chị chạy gia đình với một chiếc xe 7 chỗ như thế này và rất là tiết kiệm nhiên liệu thì Toyota Veloz Cross là một trong những lựa chọn rất là phù hợp với khá là nhiều quý cô chú anh chị. Và với mức giá chỉ có 566 triệu thôi quý anh chị, thì chúng ta có thể sở hữu một chiếc xe số tự động gia đình sử dụng mà là 7 chỗ gầm cao nữa các anh chị, với trang bị hộp số tự động vô cấp cùng với hệ thống động cơ của Toyota nữa. Thì đây là một trong những cái mẫu xe rất là bền bỉ và xe có rất là nhiều những tính năng an toàn như Huy chia sẻ ha, như là hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ khai nhân dốc này, rồi phân bổ lực phanh điện tử này, rồi ổn định điện thân xe các anh chị. Đấy, nó giúp quý cô chú anh chị khi mà di chuyển rất là thoải mái và tiện nghi, cùng với hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau ở trên gương nữa quý anh chị. Đó, có sạc không dây, phanh tay điện tử, quá nhiều thứ để nói ở trên chiếc xe này. Đó, thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm nha. Còn về động cơ đây các anh chị nhìn qua ha. Đấy, động cơ còn rất là mới luôn, có bảo dưỡng tại Toyota Tân Cảng Minh Huy cũng khá là đều và 14.000 cây. Xe thì về bên Huy sẽ cho tiến hành bảo dưỡng ha, bảo dưỡng thay nhớt lại. Đó, thì anh chị chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Nhiều lúc ở trong xe hiện tại cũng còn xăng nhiều quý anh chị, khỏi cần đổ nữa để chạy luôn. Ok, Huy đã thử rồi, đi thử chiếc xe Veloz Cross này rồi các anh chị, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó là một trong những cái điểm mà Huy khá là thích ở trên cái mẫu xe này. Và với một chiếc xe 7 chỗ và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua mà thiếu tài chính thì mình có thể vay được khoảng 70% lần cái gì đó, lãi suất ưu đãi cực kỳ, thủ tục nhanh gọn và đơn giản. Thì đó là một số những điểm chia sẻ của Huy về chiếc xe Toyota Veloz Cross 2022 nhập khẩu nguyên chiếc Indo và đăng ký vào tháng 2 của năm 2023. Chế độ bảo hành hãng còn rất là dài cho nên là anh chị yên tâm, xe mới có 14.000 cây thôi quý anh chị, quá lướt luôn. Thì đây là một trong những chiếc xe rất là ít có trên thị trường và lướt như thế này. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn cho quý cô chú anh chị để có thể mua về sùng gia đình. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Huy xin kính chào và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.